Rồi quý vị ơi, hôm nay là rảnh rảnh bán mấy lô nha quý vị. Thứ hai 28 tháng 2 ha. Rồi cái bonsai đầu tiên hôm nay là 199 nha quý vị. Cái này là nó có 8 cây 500 bao ship nha quý vị. Cái này tôi ép chậu vô đây luôn rồi, siêu nhỏ luôn rồi nè nha. Không biết quý vị có thấy rõ không, tại vì quay trong này nó thiếu ánh nắng. Đó, siêu nhỏ luôn mà mấy cái loại này nó già lắm rồi nha, cái này để nữa về đó là để trong này mình nuôi luôn nha quý vị. Nhánh cành mình nuôi khi nào mà nó thành ra cái cây như cây này đi. Như cái cây này đi ha. Thì lúc đó mình mới sang qua cái chậu mình ép nha quý vị. Đó, nó có nhánh cành vậy đi. Đại khái cái này là mình chơi giải trí thôi nha quý vị. Chứ nó cũng đâu có phải là cái gì giá trị cao mà phải bài bản hay là đòi hỏi nhiều nha quý vị. Mình chỉ cần có một cây nhỏ nhỏ này ép vô trong cái chậu vậy nè. Cầm trên tay chơi vậy là ok rồi ha. Đó. Đó thì cái này quý vị nuôi rất lẹ. Nuôi chừng 4 tháng nữa là nó được như vậy nha. 4 tháng nữa là nó dung như vậy luôn. Đó. Rồi. Đó, nó nuôi giống vậy nè. Đó. Rồi thôi giờ để tôi quảng cáo cái lô này trước đi, rồi tôi nói về vụ cách thức nuôi bón phân rồi nha quý vị. Giờ cây số 1 nè, cái combo này là 8 cây ha, đây cây số 1 nha nè, cái tay tôi tỷ lệ nè. Cái này là siêu mini, siêu nhỏ, vô cái chậu có chút xíu luôn nha. Một ha. Cây số 2 nè. Quái không nha quý vị, mà cái này rất là dễ nuôi. Như cái đợt này về là nuôi được rồi nè. Thằng Bi ở không quá Bi. Ở không rồi ghẹo mấy con chó, mấy con mèo chùm à. Rảnh gan quá. Cây số 2 nha quý vị. Mập thay rồi, ở không rồi. Cây số 3 nha quý vị. Nè, mấy cái này nó dài vậy lắm nha. Nè. Có đế hết trơn luôn nha quý vị. Tại này tôi lắp lại thôi nha. Tôi lắp lại tại vì cái này tôi gọt cái bầu nhỏ dữ lắm. Rồi 3 cây. Cây này cây số 4. Đế có hết trơn luôn nhưng mà tại lắp lại hết nha quý vị. Cái đợt này về nuôi rồi ok luôn. Nuôi lẹ lắm. Cái này vô nhôm rồi chỉnh uống chừng tháo ra tháo vô 2-3 lần là có 1 cây rồi. Cây số 5 nè, cây này là siêu mini luôn nha. Cây này nữa về vô cái chậu có chút bẹo về luôn nè. Nuôi thành cây rồi vô chậu vậy luôn nè. Đó, vậy nè. Rồi. Cây trong này là cây số 6 nè. Để cây số 5 xuống đi, quay cây số 6 nè. Cây số 6 này rất là đẹp luôn nha. Đó. Rất là đẹp mà quái luôn ha. Dòng siêu mini nha. Tí xíu thôi. Rồi, 6 cây, cây này cây số 7. Rồi. Cây cuối cùng là cây số 8, có cái bộ rễ rất là quái luôn nè. Siêu mini nha quý vị. Nhắc đi nhắc lại nhỏ quá, siêu mini luôn nha. Chứ để nhiều khi có mấy anh mua anh thấy vậy cái rễ nó sao quay thấy bự quá mà sao về có chút xíu à. Tại cái này cái dòng siêu mini mà đâu có bự được, đã dùng chữ siêu rồi là nó nhỏ chiếu luôn à. Siêu mà mini nữa. Đó. Rồi. Bây giờ quay là 8 cây cho quý vị coi rồi phải không? 500 ha, anh nào mua thì chuyển khoản trước nha. Rồi giờ tư vấn cho mấy anh luôn sẵn trong cái clip này luôn nha. Cái này đem về mình để trong này mình nuôi. Nuôi 4 tháng sau nó thành cây. Nó thành đại khái là như mấy con này đi. Đó. Rồi á mình mới ép vô trong này. Đó. Ép vô trong này. Mà trong cái quá trình mình nuôi cái cây nhỏ quá như vậy á, mình đừng có xài cái phân mà hóa học nha quý vị. Mình kiếm cái loại nào á, trên thị trường nó bán nhiều lắm cái loại thứ này nè, phân bón lá nè, mình xịt lên cái lá. Đó, rồi mình mua cái phân dưỡng rễ. Đó, giống như mấy cái loại này nè. Xử lý phôi và dâm cành đồ ha, ví dụ như nó kích rễ đồ đó ha. Mình tưới vô trong này. Đó, một tuần lễ mình xài một lần vậy đó là ok rồi. Còn nó có sâu có gầy gì thì mình mua thuốc sâu mình xịt nó như vậy. Ví dụ như cây tôi ép nè quý vị thấy không, đó tôi gọt có chút xíu luôn ha, cái bầu bành kia đúng không, tôi gọt có một chút gì nè, để nữa mình mới vô cái chậu siêu mini được, chứ chứ mình gọt bự quá làm sao mình vô siêu mini được. Chơi dùng tới lì nè, nó chơi vậy thì nó có cái sự mạo hiểm một tí nhưng mà biết cách làm thì nó không có gì trơn. Giống như cái này, cái cây nhỏ xíu vậy thì nữa mình vô chậu vậy được nè, cái chậu có chút béo vậy nè thấy không, đưa vô đây nè vậy thấy không,
Nè tỷ lệ như cái chậu này đưa vô đây nè là ok number one luôn ha. Đầu tư cái chậu mấy chục ngàn đó là ok number one. Tôi là tôi gọt nhỏ vậy luôn nè. Tất cả những cái này quý vị mua về là y chang như vậy nè. Đó cái dòng siêu nhỏ tôi làm là vậy luôn. Tí nị vậy ha. Về là mình ép vô trong những cái chậu nhỏ như vậy nè. Đó. Vậy nè mình cầm đi chơi. Thấy không? Thấy cây tôi ép chút chiếu luôn không? Thấy không? Đó. Thấy vô những cái chậu như vậy. Đó quý vị ha. Thích cái nào mua cái nấy lên trên mạng á, gõ vô chỗ nào tao bán chậu, tao bán combo 10 cái, có loại 10 cái 100 mấy, 10 cái 200 mấy, 10 cái 300 gì đủ hết trơn nha quý vị. Từ mười mấy ngàn cái cho tới 50 ngàn cái nhỏ nhỏ như vậy nè. Nó tùy theo cái loại. Cái loại dày, loại mỏng, loại tốt, loại xấu. Loại của Trung Quốc, loại của Việt Nam, Hà Nội gì đó ha. Nói tóm lại là như vậy. Đó nè mấy anh thấy ha, rõ ràng luôn nha nè, tôi đó. Không tôi có quay bao nhiêu clip luôn rồi nè, đó nè ép là phải chơi vậy luôn nè. Vậy luôn nè, mới mốt mình mới đưa vô cái chậu siêu nhỏ được chứ. Nhưng mà vậy đó mấy anh khỏi cần quét keo gì dưới rễ gì trơn, khỏi cần luôn. Khỏi cần cây trà bá lửa tôi còn gọt nhỏ xíu gì luôn nè, khỏi cần quét keo dưới đây. Chỉ cần mình pha, ví dụ như mình để vậy mình trồng luôn cũng được. Mà không thì mình lấy cái loại này nè. Mua những cái loại mà nó xử lý phôi nè. Cái mình pha ra nước, pha vô đây nè. Cái mình nhúng vô, mình ngâm chừng 5 phút, 10 phút gì đó. Trong đây nó có hướng dẫn rồi. Rồi bắt đầu mình mới trồng vô. Rồi chất trồng thì đây có sẵn đây luôn nè. Đó. Ở đây là chỉ có chất trồng là có hai lớp. Một lớp dưới thì mình phải trộn cho nó thông thoáng chút xíu ha. Là chấu tươi với cho đen với miếng cát. Nhưng mà trộn sao mà cho nó xốp, nó thoáng hơn. Còn cái lớp mặt ở trên cũng là cho với chấu tươi với miếng cát. Nhưng mà mình trộn ở trên này là cho cái này, cái chất trồng này là nó dẻ hơn chút xíu, nó nặng hơn hồi nãy là tươi xốp ha. Lớp dưới, lớp trên là trộn cát nhiều tí xíu, cho nhiều chút mà ít chấu, để cho mình ém vô cái chất trồng vô nó không có bị lắc qua lắc lại nha quý vị, cho nó dẻ dặt chút xíu ha. Đó, tất cả những cây đây tôi đều trồng với chất trồng như vậy hết nha. Nè, lớp dưới nè, lớp trên mặt nè, đó là nó ra cái cây dày. Đó. Thì anh em nào mà có mua không rài combo 8 cây, 9 cây, 10 cây gì 500 mà nó nằm trong cái chậu siêu to khổng lồ á thì về mình gọt như tôi vậy nè. Đó. Thấy chưa? Tôi gọt vậy luôn nè, dây mấy nữa mình mới có một cây siêu nhỏ mình chơi được nha quý vị. Nó không có bao nhiêu tiền nhưng mà mình sẽ có một cây nhỏ xíu mình đi chơi, uống nước trà, đi uống cà phê, ăn hủ tiếu gì đó. Sách theo giống vậy nè. Đó, giá trị thì nó không bao nhiêu nhưng mà hiện tại giờ những cây này tôi đưa vô đây là quý vị thấy nó già hơn cây này không nè. Tại vì cái tuổi đời nó có hơn, dù cây này nó nhiều hơn cây này 5 tháng là nó đã già vậy rồi nè. Dù như cái cây này nó còn đỏ ao phải không, mình nuôi 5 tháng mình vô trong đây rồi là nó già chát luôn, nó trắng bóc luôn nè quý vị thấy không nè, trắng bóc luôn nè. Đó, cây nào mà đưa vô đây rồi hả, từ cái chậu này nè nuôi thành cây rồi đưa vô đây chừng vài tháng lại trắng bóc vậy nè. Đó, thấy chưa, đi uống cà phê sách theo chơi. Cái này văn nghệ giải trí thôi chứ cũng đâu có phải là bài bản nghệ thuật gì đâu, hay là làm giàu làm có cái gì đâu nha quý vị. Chủ yếu là cái mang tính giải trí thôi, không có cần bài bản đẹp cái gì trơn. Năng lực tới đâu mình làm tới đó, mình uống sơ mình có ăn cây để mình đi chơi được rồi. Uống cà phê có ăn cây giống như siêu nhỏ mà mình thu gọn lại vậy đó, cây cổ thụ mà gom gọn lại vậy đó, sách đi chơi nè không, nó nhỏ xíu chứ nó cũng có cái vỏ cong phải không, cũng có cái đường đua F1 đồ này thấy chưa. Đó, cái này là thằng đệ tử tôi nó nói nha, chứ tôi cũng không có biết đường đua F1 mà nói mấy có mấy cái co vậy kêu đường đua F1 đó. Rồi thôi vậy nha quý vị, còn tưới nước nó đó quý vị, mấy cái này nhỏ quá nè, mình bỏ vô đây nè, bỏ vô này. Đó, nó soi tim nè quý vị, thấy nó soi tim bột bột không? Đó, là nó đang uống nước đó. Thì tưới là tưới vậy đó. Bắt đầu hút nước rồi nó no rồi là nó không có soi bột tim nữa nè. Rồi lấy ra. Cứ ngày cho nó uống cử vậy đó. Trời mà nắng quá thì cho uống hai cử, còn nắng vừa vừa thì một cử thôi, phải không? Cây thứ hai nữa nè nha, cho vô uống nước nha. Nè, thấy nó cũng soi bột tim lên nữa nè, thấy không?
đó là nó còn thiếu nước đó. Cái này hồi sáng tôi tưới rồi, tôi tưới sơ qua chứ tôi không có nhúng vậy ha quý vị. Mà bây giờ đó là nó hơi khô rồi, bây giờ là 3 giờ chiều rồi, nó hơi khô, tôi mới cho nó uống ngọt ngọt luôn ha. Rồi đưa ra, đưa em khác vô coi cái này phải không, cho mày vô đây luôn nè, thấy chưa? Rồi nó vô nó mới uống cái hết rồi, nó no rồi, cho nó ra vậy đó nha quý vị, vậy mới đủ đô đó nha. Nè như cây này đó phải không, hồi sáng tưới rồi, giờ cái cho chất trồng nó thoáng quá, nó khô, lá hơi héo phải không, nhưng mà quý vị yên tâm đi, đừng có lo, những cây như vậy thì nó mau lớn cực kỳ luôn, cái chất trồng nó thông thoáng vậy ha, ngày tưới hai cử mà tốt cực kỳ. Vậy cho nó uống nè nha, vô nè, đó thấy không, đó nó cái rồi xong rồi, đủ đồ đó, đẩy lên đó, ngày cứ làm hai lần vậy đi, văn nghệ mà, thấy chưa? Ok, number one không, rồi để ở đây đi, xong rồi mình chơi á, mình muốn cho nó đẹp hơn tí xíu nữa ha, cái lô này tạm thời lô này để đem xuống đi nha, chưa cho lên cái đôn này nè, đầu tư cái đôn vô hơn 200 ngàn nữa đó, để lên thấy chưa, nhìn bài bản chưa, có cái đôn lên nữa là cái chậu vô, ví dụ như từ cái cây này mà đưa vô cái chậu là nó khác rồi, mấy ông kia mấy ông nói là cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi vậy đó, đưa vô cái chậu nó giá trị nó khác rồi. Chậu này có mười mấy ngàn ha, rồi đưa lên cái đôn này nữa, cái đôn này hơi nặng tiền chút nha, hai xị nha, trời đẹp liền, thấy chưa, đẹp trai liền ha. Rồi kết thúc nha quý vị đó, còn hàng ngày á, anh em nào á, mà có do gạo á, nước cơm do gạo á, tưới hàng ngày luôn vẫn ok nha quý vị, rất là tốt nha, thay vì mình tưới nước lạnh mà do nước cơm do gạo mình tưới vô nó ngon hơn. Phải không? Tưới này là giảm tưới phân luôn đó, khỏi cần tưới phân nhiều luôn đó nha, tưới nó vẫn ok luôn. Nếu mà cỡ như cây này nè, đem về mà chơi, mà nếu mà có mua mà cây như vậy đem về, phải không, khỏi cần bón phân gì trơn, hàng ngày lấy nước cơm do gạo tưới nó, rồi number one luôn, không có cái gì phải lo chứ, có thuốc sâu thì xịt thôi, còn không thì cứ tưới nước do gạo hoài, suốt đời nó uống nước cho gạo nó cũng sống phà phà trong cái chậu này luôn nha quý vị, 3-4 năm gì nó vẫn sống mạnh khỏe luôn nha, không có gì hết trơn ha. Rồi kết thúc nha, cái lô này 8 cây 500 nha, những cái cây này nè nó mà thành cây rồi á, đưa vô đây là nó đẹp lắm nha quý vị đó, vô cái chung nhỏ xíu vậy nè. Rồi rồi ha, clip này tôi cũng hướng dẫn tận tình rồi nha quý vị, có gì thì để mai mốt rồi mình nói chuyện tiếp ha quý vị ha, kết thúc luôn nha, xuống luôn.